Hiện nay bên cạnh giải pháp Emboss tiện dụng, TP Bank cũng là ngân hàng đầu tiên đưa tính năng bảo mật sinh trắc học vân tay lên eBank dành cho smartphone, LiveBank, hệ thống ngân hàng tự động với công nghệ hỗ trợ video call từ tư vấn viên 24/7, công nghệ OCR, QR code, biometric có khả năng nhanh chóng định danh khách hàng với cấp độ bảo mật cao và cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai trí thông minh nhân tạo với tên gọi trợ lý ảo TIO, tương tác 24/7 khi khách hàng có yêu cầu. Đến nay thì TP Bank đã có hơn 1,1 triệu khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số với tổng số tiền giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 3.500 tỷ đồng. Tỷ trọng giao dịch ngân hàng số chiếm khoảng 68% tổng số giao dịch của ngân hàng. Từ những bước phát triển ấn tượng trên, hội đồng bình chọn quyết định vinh danh TP Bank là ngân hàng số tiêu biểu năm 2019.